Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì như các bạn biết, hồi chiều lúc 5 giờ thì Omega Network đã list lên sàn Bybit và sàn OKX các bạn ha. Và nó cũng cho các bạn cái nút lem nha. Thì mình đã lem rồi các bạn. Thì để lem á, về ví á, nếu mà các bạn lem rồi thì thôi, còn bạn nào chưa lem các bạn hãy lem nha. Các bạn hãy đi vào cái sàn OKX nè, mà mình hướng dẫn các bạn đăng ký ở dưới mô tả video hoặc bình luận đầu tiên á. Thì mình sẽ chỉ sơ cho các bạn để các bạn đi vào lem nha. Còn nếu bạn nào lem thôi, lem rồi thì thôi ha. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn và giúp các bạn bán luôn. Rồi, khi mà các bạn đi vô cái sàn OKX ha, các bạn bấm vào đây nè. Ví web 3.0 nè ha. Rồi, sau khi các bạn bấm vào này á, các bạn sẽ thấy có một cái nút nè, lem now nè. Mình ở đây mình lem rồi các bạn, được 207 đô nè. Ha, bấm lem now, giá nó nhảy lên xuống tùm lum nữa các bạn. Đó. Rồi, sau đó các bạn đó, các bạn bấm lem now thì đây này, các bạn bấm vào ba gạch ha. Thì mình chỉ cho các bạn lem nha. Rồi sau đó các bạn bấm kết nối ví nha. Rồi các bạn chọn OKX wallet ha. Sau đó các bạn khi mà các bạn kết nối rồi á thì nó sẽ có cái số ở đây và các bạn bấm lem cho mình. Thì sau đó nó hiện ra một cái chữ dưới này là nó là gì, xác nhận các bạn. Bấm xác nhận là xong ha. Thì sau khi xác nhận xong á, các bạn quay trở lại sàn OKX. Và các bạn thấy dưới này ngay lập tức là nó có số tiền các bạn ở đây liền. Số OMN của bạn lên đây ha. Sau đó thì bây giờ để bán cái con này á, thì các bạn làm như sau, các bạn phải chuyển qua sàn giao dịch nha. Rồi, các bạn bấm chuyển qua sàn giao dịch thì chúng ta mới bán được. Nhưng mà khi các bạn bấm qua chuyển qua sàn giao dịch á, thì cái số ở chỗ đây nó không có. Nói chung là nó chỉ để hiện thôi chứ không có hiện số tiền các bạn. Vậy thì làm thế nào đây? Có nghĩa là bây giờ các bạn phải chuyển cái số OMN trên cái ví web 3.0 nó qua bên cái sàn này để các bạn bán, đúng không? Thì các bạn làm như sau, các bạn bấm vào nạp tiền giúp mình nè. Bấm vào nạp vô đây. Bấm nạp vô đây ha. Rồi các bạn sẽ gõ đây là OMN. OMN. Rồi các bạn kích vào đây giúp mình. Rồi các bạn chọn là OMN Omega Chain nha. Chọn vô đây các bạn, phải nhớ là Omega Chain nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào chữ copy. Copy cho mình. Đã sao chép được chưa? Rồi sau đó các bạn làm gì? Các bạn sẽ mở cái ví mở cái app Omega Network lên các bạn. Omega Network lên. Mở cái app Omega Network lên các bạn nha. Rồi, sau đó các bạn nè, các bạn hãy bấm vào cái ba gạch này cho mình. Rồi chọn chữ ví cho mình nha. Bấm ba gạch và chọn chữ ví cho mình đi. Rồi, sau khi các bạn bấm ba gạch và chọn cái ví thì nó ra như thế này, đúng không? Các bạn cái hình này quen mà. Rồi các bạn bấm cho nó mất đi. Rồi các bạn chọn trên đây là Omega Chain cho mình. Tức là cái mạng chính của nó nha. Đó, rồi các bạn điền mật khẩu để view vào cái ví. Rồi, sau khi các bạn, nếu mà các bạn đã lem rồi á thì chắc chắn ở đây nó sẽ hiện ra cái số của bạn. Được chưa? Nếu các bạn đã lem rồi, và bởi vì cái ví này với cái ví OKX nó liên kết với nhau cho nên là thấy nó như nhau thôi à. Cho nên vì sao mà các bạn phải điền 12 cụm từ mật khẩu vào cái ví OKX là vậy đó. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ gửi cái số OKX này lên, gửi cái số OMN này lên trên cái sàn OKX các bạn bán đi. Thì các bạn bấm vào chữ gửi cho mình. Ha, bấm vào chữ gửi nha. Rồi sau đó các bạn đè vô, các bạn dán vô cái ví hồi nãy bạn lấy bên OKX dán vô. Thì nó giao dịch đó là ít nhất là 10 Omega Network một lần, cho nên là các bạn phải ít nhất các bạn gửi phải là 10 ha. Và mình có 2, mình gửi thêm 10 nữa nè các bạn nha. Mình gửi thêm 10 nữa để mình làm ví dụ cho các bạn xem nha. Rồi bấm tiếp tục, các bạn bấm tiếp tục nha. Thì ở đây là cái phí mạng của nó các bạn nha, phí mạng nó còn rẻ. Bấm tiếp tục. Rồi các bạn sẽ thấy đây là những cái thông tin giao dịch của nó nè, được chưa? Đó là tổng cộng các bạn sẽ tốn là 10.0001386 OMN ha. Rồi bấm xác nhận các bạn. Rồi các bạn điền mật khẩu một lần nữa để các bạn chuyển đi nha. Rồi tạm thời mình ngưng để mình điền.
Rồi các bạn, nó đã chuyển đi. Rồi các bạn thấy nó hiện là Sen 10 Omega Success nè. Thấy không? Nó đã chuyển đi 10 rồi các bạn. Và trên cái gì nó cũng báo luôn nè. Đây nè. Quy trình nạp tiền mã hóa, khoản tiền nạp 10 ô của bạn đã được ghi có vào tài khoản sau khi xác nhận nha. Đó thì nó đã hiện trên OKX rồi các bạn. OKX rồi, nó hiện OKX. Bây giờ các bạn quay lại OKX nè. Quay ra nha. Rồi các bạn bấm quay ra nha. Nó chưa nhận đâu các bạn, chờ một chút xíu nha. Quay ra, vuốt máy khóa kìa coi. Nó chưa có cho nên là của mình ở đây nó có hai Omega Network nè. Đó các bạn thấy không? Nó thông báo nè, người ở này người mới đăng ký ha. Nó khoảng mấy giây nó mới qua các bạn nha. Khi nào mà các bạn thấy 0.13 nó tăng lên, nó là 0.6 ha. 0.73 thì mình sẽ cho các bạn xem mấy giây các bạn. Nó cũng hơi lâu á. Các bạn chờ chút xíu mấy giây à. Nó chưa có qua đâu. Nó chưa ghi có các bạn. Và tạm thời mình ngưng, khi nào có mình sẽ tiếp tục nha. Mấy giây thôi các bạn, không lâu đâu. Rồi các bạn, sau khoảng 1 phút 2 phút các bạn, nó sẽ hiện ra một cái dòng các bạn là đã nhận crypto, chúng tôi đã ghi có 10 OMN vào tài khoản của bạn lúc như đó giờ ha, bấm vô. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ có cái lịch sử nè, chuyển vô 10 nè ha, rồi chúng ta quay ra nè. Đó, các bạn thấy nó tăng lên 0.79 không? Thì bây giờ mình mới bán được nè, cái đó nó quy ra tiền nha. Bây giờ mình mới là bán nè. Rồi mình sẽ bấm vô giao dịch các bạn. Bấm vô đây. Bấm vô đây ha. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy là cái lệnh là bán nha. Các bạn kích vô lệnh bán nè. Và ở đây phải là OMN USDT các bạn nha. Mình nhờ bán ha. Rồi các bạn sẽ kích vô đây là 100% luôn, mình bán hết cho các bạn xem. 10 con nè, là 12 ha. Rồi bấm bán nè, kế với cái lệnh này nè. Đó, lệnh 12 luôn nè. Rồi chốt lời là kích hoạt rồi thị trường. Rồi giá loại giới hạn ha. Xác nhận đi, kệ nó đi, nó không cần hiển thị cái này nó đi. Rồi sang thử sao. Đã đặt lệnh ha. Rồi các bạn xem dưới đây nè, mình mới được đặt lệnh nè. Đó, đặt lệnh ha. Để xem nó có khớp không. Đó, bán vậy thôi các bạn. Chờ một chút xíu nữa nó khớp lệnh này, mình xem thôi sao. Thì không biết có khớp hay không, thử xem. Đó, thì nó như vậy thôi các bạn, nó rất là đơn giản ha. Rồi chúng ta quay ra đây chúng ta xem. Tài sản này các bạn kích vô chữ tài sản các bạn xem cũng được. Đó các bạn mò mò. Đã nhận tiền nạp. À đã nhận tiền nạp. Giao dịch rồi. Cộng 10. Rồi quay ra coi giao dịch coi. Chưa khớp lệnh nữa các bạn. 0.6665 luôn. Nếu mà không khớp lệnh thì mình quỷ mình đặt cái nhỏ hơn cho xem ha. Lệnh này hơi lớn nha. Tại ít thôi các bạn này, mình thử thôi, mình hủy lệnh nè. Hủy lệnh nha. Đó, mình hủy thành công mình bán lại nè. Bán giá thấp thấp thôi để mình xem nha. Rồi 12 bây giờ mình sẽ chọn lệnh thấp thấp thôi các bạn, này là 425 đi. Ha, bán. Để cho các bạn xem mà. Bán. Đã đặt lệnh nha. Rồi đã khớp luôn các bạn thấy không? Nó đã khớp 7.3 rồi các bạn ha. Rồi khớp hết luôn các bạn. Rồi quay qua tài sản bây giờ nó là USDT ha. Đó các bạn thấy không. Rồi thì tài sản của bạn là USDT chứ không còn là cái con ấy nữa. Được chưa, thì các bạn bắt đầu các bạn muốn rút về thì cứ rút thôi. Và các bạn rút cái USDT mà về sàn Remitano hay gì đó, các bạn chuyển về ngân hàng cũng được. Hoặc là trong cái sàn OKX nó có cái chức năng là thêm thẻ, các bạn thêm thẻ rút về luôn. Được chưa, đó là giao dịch như vậy thôi các bạn ha, rất dễ. Đó rồi thì các bạn hãy đăng ký cái sàn OKX để các bạn làm và các bạn bán đi ha. Các bạn rút tiền nè, ví dụ ở đây nhiều nha, các bạn rút tiền bấm rút tiền nha. Mình thử cái dòng rút tiền cho các bạn xem nè. Đó thì là nó có cái dòng là USDT nè, không thì các bạn muốn rút cái này đúng không,
rồi bấm vô USDT. Rồi trong hệ thống miễn phí chuyển tiền mã hóa tức thì mà mất phí do người dùng Bookies tiền pháp định nè, đó bằng tiền tiền mặt nè, thì các bạn cái này nói chung là cái này dễ lắm các bạn nè, trên chuỗi nè, chuyển mã hóa xem cái gì đó, nó hướng dẫn các bạn nè, dễ lắm. Cái này mò mò là ra hết các bạn, là lý do mình cũng chưa xài sàn OKX nhiều nhưng mà nên là nó cũng không có nè các bạn. Đi như các bạn muốn chuyển về Remitano các bạn rút về cũng được, quá dễ mà. Cái này dễ lắm, không có gì khó đó ha. Bạn có tương đương 0.04 USD trong tài khoản bị đóng băng nè, đó rồi, quá đơn giản ha. Rồi các bạn hãy làm như vậy đi để nhận được số tiền của các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích, cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình và đăng ký cái sàn OKX ủng hộ mình các bạn nha. Và hãy theo dõi thường xuyên kênh YouTube của mình để mình sẽ cập nhật những gì mới nhất hay nhất cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.